Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách ẩn Facebook không cho người khác tìm thấy trên điện thoại rất đơn giản. Vì một lý do nào đó bạn không muốn người khác tìm thấy Facebook của mình thì cách này rất hữu ích. Ví dụ để bảo mật quyền riêng tư chẳng hạn. Đầu tiên mình vào Facebook. Mình tích chọn vào cái biểu tượng thì chọn ba gạch này bên góc phải màn hình. Tiếp theo mình chọn lấy cái dòng là cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp tục chọn cài đặt. Sau đó mình kéo xuống. Ở cái mục là cài đặt quyền riêng tư, tích chọn. Kéo xuống. Trong cái mục là cách mọi người tìm và liên hệ với bạn. Ở cái mục là ai có thể tìm kiếm bạn bằng địa chỉ email mà bạn cung cấp nè. Mặc định là nó mọi người nè, tích chọn nè. Và ta chọn chỉ mình tôi. Sau đó bấm trở lại nè. Cái mục tiếp theo là ai có thể tìm kiếm bạn bằng số điện thoại mà bạn cung cấp. Mặc định nó cũng mọi người nè. Tích chọn. Và mình cũng chọn chỉ mình tôi. Sau đó mình trở lại. Ở cái mục tiếp theo là bạn có muốn công cụ tìm kiếm bên ngoài Facebook liên kết với trang cá nhân của mình không? Mặc định là có. Tích chọn nè. Và bây giờ mình tắt cái tính năng là cho phép công cụ tìm kiếm bên ngoài Facebook liên kết với trang cá nhân của bạn nè. Mình tắt cái tính năng này đi. Nó có thông báo nè. Tắt cài đặt này nghĩa là bạn bè có thể không tìm được trang cá nhân của bạn nếu họ sử dụng công cụ tìm kiếm bên ngoài Facebook nè. Bấm tắt. Như vậy là xong. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.